我们的朋友们，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 我们
trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị khách quý gần xa đã đến chung vui với gia đình họ nhà trai trong ngày vui hôm nay ạ. Chúc quý vị đã giữ tin mình trong sự được tôn trọng, bên người vừa tốt là trái tim mùa yêu sự hở nền đấy sức nhà sức lưu, lúc nào tàu nổ chú cho che tàu ao tàu cho thịnh thông gì, bên người vừa tốt là trái tàu nổ sư gió, tàu đây là sự quả bên tổ sự cứ đi thông gì tàu lì, tháo bên tí phu lụt tháo căng xăm rằng, mì ở tàu trái bên người vừa tốt là trái nhà tùn trở vô hăng cầu nhau cho lúc nào. Vâng, xin mời đôi bạn trẻ hãy cùng nắm tay nhau dành bước lên sân khấu. Thưa quý vị thân mến, thật thú là trăm hoa luôn nở một giờ không bằng một phút đợi chờ ngày hôm nay. Ngày hôm nay những bạn trẻ của chúng ta nắm tay trong tay cùng dìu nhau về nơi tổ ấm trăm năm hạnh phúc trọn đời quý chúng. Thật đúng là muôn hoa nở rộ ngày cưới tới, cũng là ngày cưới của đôi ta. Cho những cánh chim bay khắp dải ngân hà, cho những bạn trẻ cùng dìu nhau về nơi tổ ấm. Hiện diện trước mắt quý vị bây giờ đây chính là chú rể Vàng Chứ và cô dâu Tuyết Nga. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, hôm nay trời nhẹ lên cao, ở đâu có cuộc vui nào vui hơn, và mỗi chúng ta luôn luôn nhớ rằng cơm cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước ngời ngời Biển Đông. Hôm nay nên nghĩa vợ chồng thì không thể quên được công ơn sinh thành của những bậc cha mẹ. Vâng, chính vì sự trang trọng đó, tiếp theo chương trình sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vàng Sủ và bà Phàng Dí là bố mẹ đẻ của chú rể hãy bước lên sân khấu. Ở tạm tên áo quốc tháo hù bê tổ dễ lâu sủ vàng hoa bù dí phàng giờ bê tổ trở vô lên là cháy dù tham trụ lùi về sau với lô xà phà na của ý chồng quyền là giữ cứ tin định trong sơ đờ tàu củ hoa tàu câu mê ao tổ oan nả o cháy. Ở cô tháo hù bê tổ bù lô ở sinh giang giờ bê tổ gô nhang lên ý tổ nả dù giờ lùi sau với lô xà phà na của tổ sơ ý chồng quyền là giữ cứ tin định trong sơ đờ tàu củ hoa tàu câu mê chó oan nả o cháy ở sinh tàu bê tổ trở vô hoàng gô nhang luôn á. Ở tháp bên tổ chức sang ít lúc xuống quận để cho quý vị tuyên thiên ơi. Vâng, xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn nữa cho đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi trong ngày vui hôm nay ạ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn các bậc cha mẹ và xin mời các bậc cha mẹ hãy quay trở về chỗ ngồi của mình ạ. Thảo hôn, chấm nã, chấm cháy, các trù, các mộng giả mê lê chế giấu mà. Nà sư cứ tiên định sao sẽ đời bao dòng bê mông mô y lù lù hà tà, lăng nà đầy lù nà đầy đăng, yá yung chung gạo, lăng trù mù yó phù yó dơ, yá chào dòng tỷ lù lù khó khá. Giờ về lên tới tổng tệ na cú thảo hô, bê tù chứng dở, chỉnh vàng, giờ tù chứng dở lù lúc lù cho bình cầu nhang, ngà yàng gì cho thịnh và làm chủ được về sau cái lúc sạt thana mò ao về lùn lùn hạ cho rồi vô hoàng cầu nha hạ cho với chủng quyền là sự cứ tin định trang sẽ được. Vâng, xin mời ông Vàng Xeo Trần là vị trưởng đại diện của gia đình họ nhà gái sẽ bước lên sân khấu có đôi lời phát biểu với hội hôn của chúng ta trong ngày vui hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Mình chào xin gì lâu la dầu sa to to cổ to to này à gì chứ trong trong của các hãng đã cho quảng bá cho quán đông lạnh trắng đồ lô những hàng đón đồ in lồng lồng đón cho và ít cho chuyển tao tổng mít tô hôm nay tổng mít chạy ra em lồng đây ha kháng chỉ cho tổng sư với kia đi hỏi tòa cho bó trọng trọng là bác khám hóa nó chứ tôi xỉnh đi. Vâng, và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời ông Vàng Xuân Ao là vị trưởng đại diện cho gia đình họ nhà trai sẽ lên sân khấu có đôi lời phát biểu với hội hôn. Xin trân trọng kính mời ông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Vâng, xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn cho hai vị đại diện của hai gia đình ạ. Vâng, xin mời hai ông hãy trở về vị trí ngồi của mình ạ. Dạ vâng, kính thưa các quý vị thân mến, chiếc nhẫn là một kỷ vật để biểu tượng cho tình yêu lứa đôi. Chiếc nhẫn là một đường tròn vĩnh cửu, không có điểm bắt đầu và cũng không có điểm kết thúc, nói lên sự vĩnh hằng của tình yêu đôi lứa. Tiếp theo chương trình sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ hãy quay mặt lại về bên nhau và cùng trao cho nhau chiếc nhẫn cưới. Xin mời chú rể hãy đeo lên đôi bàn tay mềm mại duyên dáng của cô dâu chiếc nhẫn cưới để biểu tượng cho chiếc vòng cầu hôn. Đó,
Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, chú rể của chúng ta vừa trao cho cô dâu chiếc nhẫn cưới biểu tượng cho chiếc vòng cầu hôn. Vâng, và sau đây xin mời cô dâu hãy đeo lên đôi bàn tay rắn chắc mạnh mẽ của chú rể chiếc nhẫn cưới đi ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, thật đúng là nghĩa tình trăm năm cũng từ đây. Nhẫn này trao tay là để làm tin dù mai lên thác xuống gành, tình chồng nghĩa vợ vững bền ta có đôi. Dạ vâng, xin được chúc cho các bạn trẻ của chúng ta sẽ trăm năm tình viên mãn. Vâng, xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng hạnh phúc cho các bạn trẻ của chúng ta. Kính thưa quý vị thân mến, bên cạnh những chiếc nhẫn thật tuyệt vời biểu tượng cho chiếc vòng cầu hôn, sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ hãy di chuyển về phía bên tay phải của ban tổ chức để cùng tiến về nơi thắt bánh thật ngọt ngào và cùng chia sẻ lên những miếng bánh thật ngọt ngào, nói lên sự ngọt ngào của tình yêu lứa đôi. Xin hỏi nhà già là có bật lửa không ạ? Vâng, xin mời chú rể hãy thắp lên ngọn nến yêu thương trong ngày vui hôm nay. Xin mời. Vâng, xin quý vị dành cho chú rể một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng vâng, xin mời cô dâu và chú rể hãy tay trong tay cùng nhau chia sẻ lên những miếng bánh thật ngọt ngào của ngày vui hôm nay ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, bây giờ đây các bạn trẻ của chúng ta đang tay trong tay chia sẻ lên những miếng bánh thật ngọt ngào, nói lên sự ngọt ngào của tình yêu lứa đôi. Thật đúng là trăm. Vâng, kính thưa quý vị, thật đúng là tay bưng chén muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Và nghĩa tình cả trăm năm trời, tình chồng nghĩa vợ đời đời sắt son. Vâng, xin được chúc mừng cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và tiếp theo chương trình sau đây, xin mời đôi bạn trẻ hãy cùng tiến về nơi tháp rượu của tình yêu. Xin mời chú rể hãy mở lên chai rượu sâm panh đầu tiên. Vâng, quý vị dành một tràng pháo tay để tiếp sức cho chú rể của chúng ta. Vâng, chú rể của chúng ta, người thì cao ráo, dáng thì thon thả nhưng mà rất khỏe. Rồi, đã thành công. Vâng, xin dành cho chú rể một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể hãy chung tay gầy vai để rót lên những ly rượu nồng hạnh phúc trong ngày vui hôm nay. Quý vị thân mến, bây giờ đây đôi bạn trẻ của chúng ta đặt tay trong tay rót lên những ly rượu nồng hạnh phúc trong ngày vui hôm nay. Vâng, và dẫu cay dẫu cảm thì xin hai bạn đừng quên nhau. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, thật đúng là rượu hồng kết nghĩa phu thê, tình trao duyên thắm ta về cùng nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Xin được chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, thiên trường địa cửu mãi mãi không rời xa. Quý vị phong dung bổ dung, khả năng tinh tuyệt vời tốt lọt trái chảnh sức tối tế lâu chế. Ở phòng chỗ tư nhà sức lâu ổn định sáng tàu màu trái áng tám tề. Sự lâu đang bổn nhận được nhau hố y lưu chế. Nhà cổng tề trở trang y lưu cho thỉnh. Ở một lào mùa hầu, mùa tư mùa trái, mùa nhà mùa trà phú vàng phú chế. Để tốt vô thù diện nặng trái, cứ cứ tìm mình trao sơ đời. Xin mời chú rể hãy rót ra một chút rượu trong hai chiếc ly đã để sẵn trên bàn. Vâng, và xin mời đôi bạn trẻ hãy di chuyển về giữa sân khấu của ban tổ chức để cùng thực hiện nghi thức uống rượu ra môi. Vâng, xin mời. Xin mời các anh nhiếp ảnh gia sẽ tắt nghiệp để lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này. Vâng, xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Kính thưa quý vị thân mến, trong ngày vui hôm nay thì ban tổ chức chúng tôi cũng muốn hỏi chú rể vài câu cảm nhận của em như thế nào. Hôm nay là cũng là ngày vui của hai vợ chồng em, thì là cũng rất cảm ơn gia đình hai bên này cùng tất cả
bạn bè, cô chú từ xa lặn lội đường từ đường xa các thứ đến đây. Xong là em, hai vợ chồng em cũng rất cảm ơn tất cả mọi người. Thì hôm nay cũng là ngày vui của hai vợ chồng. Thì là cũng chúc vợ luôn luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc và là một người vợ tuyệt vời nhất của chồng. Thế ban tổ chức hỏi chú rể một tí là trong quá trình yêu thương nhau thì em lặn lội sang tận Simacai xa xôi như thế để gọi là tìm hiểu cô dâu, thì trong quá trình đó thì hai bạn đã hôn nhau bao nhiêu chục lần rồi? Cũng là nhiều lần rồi. Chú rể nói thật thế nhỉ, cô dâu có nhớ không? Bao nhiêu lần rồi? Cô dâu cũng không nhớ, nhiều quá rồi không nhớ quý vị ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, trong ngày vui hôm nay thì các quý vị có đồng ý cho đôi bạn trẻ của chúng tôi được trao cho nhau một nụ hôn trên sân khấu này được không ạ? Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ban tổ chức chỉ có chờ giờ phút này thôi. Vâng, sau đây xin mời hai bạn hãy cùng quay mặt lại về bên nhau. Và tôi sẽ đếm từ 1 đến 3 thì mẹ tôi chỉ tặng hết. Rồi, chuẩn bị. 1. Từ từ đã. Cái này là phải dặn là các em bé và những người chưa đủ 18 tuổi, một là nhắm mắt lại, hai là quay mặt đi chỗ khác nha. Không là ướt ở đây là bệnh viện xa lắm, không đưa được đi bệnh viện đâu. Vâng, chuẩn bị ạ. 1, 2, 3, bắt đầu. Vâng, xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa các quý vị thân mến, trong ngày vui hôm nay, tiếp theo chương trình sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời một vị đại diện của trường mầm non Happy Garden Lào Cai sẽ bước lên sân khấu để có một phần quà dành tặng cho đôi bạn trẻ trong ngày vui hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn nhà trường ạ. Đó chính là nơi mà cô dâu của chúng ta đang công tác đấy ạ. Vâng, và xin được trân trọng cảm ơn nhà trường đã lặn lội đường xá xa xôi, mưa gió đến với gia đình để chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong ngày vui hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, chương trình lễ thành hôn của đôi bạn trẻ đến giờ phút này đã thành công tốt đẹp. Và sau đây thì xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị khách quý gần xa di chuyển trở về các mâm cơm mà gia đình họ nhà trai đã tổ chức để dùng bữa cơm thân mật cùng với gia đình. Xin được trân trọng kính mời.
xin chào tòa. Bên tôi vừa mãi đi xin giữ. Nhưng mà bên tôi tòa đã chung vui bây giờ trang y bài hát của tôi. Bỏ tôi ở đây chán tổn rồi đi xuống đây ra. Thank you.
送过给各地儿。啊，我找到都做一种不一样的，只可惜人家说了。